Tại cuộc họp ngày 28 tháng 2 của Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý An toàn Trung ương, Bộ trưởng Hành chính và An toàn kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban John he Choi công bố quyết định tạm dừng áp dụng thẻ thông hành phòng dịch, xác nhận hoàn tất tiêm chủng và xét nghiệm âm tính với COVID-19 tại 11 loại hình cơ sở tập trung đông người như nhà hàng, quán cà phê từ ngày 1 tháng 3. Theo đó, người dân dù chưa tiêm phòng cũng sẽ không bị hạn chế sử dụng dịch vụ tại các cơ sở như nhà hàng, quán cà phê, cơ sở thể thao trong nhà, phòng karaoke, nhà tắm công cộng. Cơ sở dễ phát sinh lây nhiễm, các buổi biểu tình, sự kiện quy mô trên 50 người cũng không cần áp dụng thẻ thông hành phòng dịch. Kế hoạch thực hiện thẻ thông hành phòng dịch với thanh niên trong tháng 4 cũng sẽ được tạm dùng. Bộ trưởng cho giải thích Thẻ thông hành phòng dịch được áp dụng nhằm hỗ trợ người đã hoàn tất tiêm chủng sớm khôi phục đời sống thường nhật, cũng như bảo vệ người chưa tiêm chủng trước biến thể Delta có tỷ lệ tử vong cao. Thời gian gần đây, do số ca nhiễm tăng đột biến, nhu cầu cấp thẻ thông hành phòng dịch tăng mạnh, việc tạm dừng thẻ thông hành phòng dịch sẽ giúp Trung tâm Y tế tập trung quản lý bệnh nhân COVID-19 thuộc nhóm rủi ro cao và tăng cường năng lực ứng phó về biến thể Omicron trong cộng đồng. Trong một tin liên quan, chính phủ khẳng định sẽ đảm bảo cung cấp 210 triệu bộ kit xét nghiệm nhanh bằng kháng nguyên cho đến giữa tháng 3. Từ tuần này, chính phủ sẽ cấp miễn phí bộ kit xét nghiệm nhanh cho đối tượng là trẻ em, học sinh, tầng lớp yếu thế trong xã hội, đủ để xét nghiệm hai lần một tuần và phân bổ đủ số lượng cho các hiệu thuốc và cửa hàng tiện lợi. Về biến thể Omicron, ông Tron khẳng định, số ca nhiễm bình quân ngày hiện nay so với đợt cao điểm biến thể Delta cuối năm ngoái đã tăng hơn 17 lần. Xong, số ca bệnh nặng tử vong và công suất dừng bệnh vẫn đang được quản lý ổn định. Trong thời gian tới, nếu tỷ lệ tử vong, ca bệnh nặng và công suất dừng bệnh vẫn duy trì ở mức ổn định, chính phủ sẽ thu thập ý kiến của người dân để đưa ra phương án điều chỉnh lệnh giãn cách xã hội mới.